Tớ sẽ chia sẻ uh, những cái mã chứng khoán hay là mã cổ phiếu hay là không chỉ giúp ích cho cuộc sống của tớ mà còn giúp ích được cho công việc của mình nữa nó luôn luôn là cái số tiền lớn nhất so với mọi những cái khía cạnh khác trong cuộc sống luôn ừ. mang lại cho tớ nhiều hơn là những gì vì chi trả nhưng ừ. mà sự thật của việc không có thời gian đấy là vì mình cứ đã... ở nhà và chiều theo những cái suy nghĩ đấy của cứ mình cứ mình... đặt câu hỏi là tại sao hết khó khăn này lại cứ đến khó khăn khác xảy ra với mình thì ừ. mãi mãi không thể vượt qua được chào, chào các bạn, bạn chào mọi người nếu mọi người chưa xem hai video gần nhất của bọn tớ là best of beauty năm 2023 và best of lifestyle 2023 thì mọi người nhớ tìm lại và xem à, trong cái video gần nhất là cái video best of lifestyle năm 2023 thì có một bạn đã có một cái comment rất là hay các chị hãy chia sẻ thêm góc nhìn về đầu tư và tích lũy đi thì trong ngày hôm nay bọn tớ sẽ chia sẻ về những thứ mà bọn tớ đã đầu tư trong năm qua và bọn tớ thấy rất là giá trị ừ. Ừ. Các bạn có thể nhìn thấy là cả hai đứa đều mặc hai chiếc áo màu đỏ. Hy vọng là những gì bọn tớ đầu tư thì tớ sẽ có lãi. Và hy vọng là những thứ mà bọn tớ chia sẻ ngày hôm nay nó cũng sẽ giúp ích được phần nào cho mọi người nhé. Ừ. Có thể khi đọc cái tiêu đề của video này thì mọi người đã nghĩ là bọn tớ sẽ chia sẻ uh, những cái mã chứng khoán hay là mã cổ phiếu hay là vàng ở đâu hay là đất ở đâu thì đang lên giá tốt. Nhưng mà đấy không phải là thứ mà bọn tớ muốn nói ngày hôm nay. Khi mà cả hai đứa cùng nhắm chọn cái chủ đề này để làm nội dung video thì cả hai đứa đều rất là đồng nhất với quan điểm là không, bọn mình sẽ không chia sẻ về những cái thứ tài chính cụ thể như thế. Ở đây thì bọn tớ muốn nói đến bọn tớ đã đầu tư cho bản thân như thế nào, cụ thể là bọn tớ đã nâng cấp bản thân mình ra sao. Bởi lẽ thì tớ nghĩ là cái tầm nhìn của việc đầu tư ấy nó sẽ đơn giản là những cái thứ mà bọn mình bỏ tiền ra nó có giá trị sau 10 năm, 20 năm và nhiều năm nữa không. Chung quy lại thì bọn tớ vẫn thấy là những thứ mình đầu tư cho bản thân mình vẫn là những thứ mà chắc chắn sẽ sinh lời nhất. Ừ. Vậy thì bọn mình cùng bắt đầu đi từng hạng mục để xem là bọn tớ đã đầu tư những gì trong năm nay nhé. Ừ. Hạng mục đầu tiên mà bọn tớ muốn nói đến đấy là đầu tư về tri thức, nó còn được biết đến dưới hình thức là học tập. Ừ. ừ cụ thể là năm vừa qua thì mày đã đầu tư những gì? Nói về học tập thì cũng có rất là nhiều cách học tập từ xưa đến giờ thì ví dụ như cái cách phổ biến nhất mà bọn tớ vẫn làm là đọc sách chẳng hạn, bọn tớ sẽ mua rất là nhiều sách tùy ừ. từng năm vào từng cái giai đoạn xem là mình quan tâm cái gì mình thấy cái gì cần thiết ừ. thì tớ sẽ mua sách theo những cái theme đấy thì mình sẽ dễ hấp thụ dễ đọc hơn và cảm thấy nó học được một cách tự nhiên hơn. Ở bên cạnh sách thì tớ cũng tham gia một vài khóa học nữa, ví dụ như tớ học nhiều hơn về kinh doanh kinh doanh bằng tri thức chẳng hạn. Thì content creator nó cũng sẽ là một phần ở trong đấy và nó cho tớ một cái tầm nhìn rộng lớn hơn, đem lại cho tớ nhiều những cái mối quan hệ network và kiến thức mới thì tớ thấy cũng rất là giá trị. À, ngoài ra thì tớ cũng tham gia học một vài khóa học về ví dụ giáo dục tích cực con này, tâm lý học và nền tảng trong trẻ nhỏ ừ. thì tớ thấy đấy những cái điều đấy cũng đều là những thứ mà mình quan tâm. Nó không chỉ giúp ích cho cuộc sống của tớ mà còn giúp ích được cho công việc của mình nữa, à, đem lại cho mình nhiều cơ hội hơn trong tương lai. Ừ. trong năm vừa qua thì tớ cũng có học một số khóa, thật ra là tớ cũng thường xuyên tìm các cái khóa học để học. Tớ cảm thấy như là cứ thấy trên mạng trên Facebook quảng cáo có khóa học Ồ, nào là tớ sẽ loan mới gọi là vua khóa học ấy. Cắm đầu vào để học ấy. Nếu mà để liệt kê những thứ mà tớ học trong năm 2023 thì thứ nhất là tớ học kỹ năng giao tiếp. Ừ. Đấy thì tớ cũng muốn phát triển cái khả năng nói của mình trước, công ty của mình với nhân viên của mình hơn. Thứ hai nữa là tớ học viết thì tớ cũng muốn cải thiện kỹ năng viết của mình hơn thì những cái khóa học mà mọi người quan tâm thì có thể đặt câu hỏi bên dưới và bọn tớ sẽ để link ngoài ra thì hiện tại thì tớ đang theo học một khóa thì gọi là khóa để trở thành coach là khai vấn wow. thì thì tớ nghĩ là trước hết là tớ học cái đấy là bởi vì tớ muốn mình có thể coach được người thân con cái của mình và sau đó coach được đến những cái người đồng nghiệp của mình ừ. nhưng mà sau khi học thì tớ cũng có thêm nhiều những cái cái tư duy gọi mở hơn khác là tớ cũng có thể phát triển nó thành một cái nghề sau này ừ. thì tớ thấy là khi bạn chọn học cái gì thì hãy luôn luôn có niềm tin rằng khi mà bạn đã tăng cái kỹ năng của mình thì có nghĩa là tài sản của bạn sau này sẽ tăng thế nên là khi mà mình chuyển khoản cho các các khóa học thì đừng có tiếc tiền học mà hãy luôn luôn nghĩ là nó sẽ là một cái đầu tư mà mình có thể thu lời được sau này. Tao thì không học nhiều bằng mày nhưng mà đúng là đấy từ trước đến giờ những cái khóa học đấy luôn mang lại cho tớ nhiều hơn là những gì vì chi trả. Ừ. Hạng mục thứ hai mà bọn tớ cũng nhận ra tầm quan trọng trong những năm gần đây đặc biệt là khi kiểu qua 30 tuổi ừ. hoặc là sinh xong một hai đứa con ấy, đấy là hạng mục đầu tư về sức khỏe. Ừ. ừ. <cười> <cười> nói đến đây lặng thinh <laughs> thật sự thực ra là nói đến sức khỏe này nó sẽ có nhiều mặt thứ nhất là ừ. về cơ thể đúng không ừ. về sức khỏe của chính bản thân mình ừ. và thứ hai nữa là về ngoại hình này về về diện mạo về làn da về mái tóc thì tớ cũng nghĩ là có thể xếp chung vào sức khỏe ừ. tớ nghĩ là cái sức khỏe nó rất là quan trọng với bất cứ ai nhưng mà đối với bọn mình phụ nữ và đặc biệt như Diệp nói là phụ nữ ngoài 30 thì cái phần đầu tư cho sức khỏe nó không còn là một thứ mà có thì tốt, không có thì thôi cũng được mà nó sẽ là must have rồi. Tại vì chắc là Diệp cũng nghĩ như thế thôi là đôi khi là mình đi qua cuộc sống nhanh mình không cảm nhận được là cái sức khỏe mà nó bị xuống cấp ấy. Nhưng mà chỉ khi là mình có em bé sau hai lần có em bé trở đi trở lại và mình nhìn rõ được là cùng là một số những cái việc như thế nhưng mà bây giờ mình không còn khả năng làm tốt được như ngày xưa nữa, không thể thức đêm được quá lâu, không thể vận động được lâu như ngày xưa nữa thì mình cảm thấy là cái sức khỏe của mình nó xuống cấp. Thì đối với tớ thì tớ có một điều mà tớ rất tự hào trong năm vừa qua là tớ đã đầu tư cho một cái membership để học pilates thì ngày nào tớ cũng đi tập, tớ nghĩ là được khoảng 6 đến 7 tháng rồi Mọi người còn theo dõi bọn tớ cách đây hơi lâu một chút thì có một đợt tớ, tớ giảm cân rất là nhiều Và lúc đấy thì mọi người cũng bảo là chị hãy chia sẻ về cái quá trình chị giảm cân đấy Nhưng mà thực ra thì tớ chưa bao giờ nghĩ đấy là một cái giải pháp lâu bền Tại vì khi mà mình ăn kiêng hay là mình sử dụng các cái biện pháp mà mình giảm cân nhanh Thì nó có thể giảm nhanh nhưng mà sau này nó sẽ tăng lại nhanh Và thực ra là cái sức khỏe bên trong của mình nó không tốt Không bền vững Ừ, thế nên là tớ cứ lần nữa mãi không thể chia sẻ được nhưng mà bây giờ thì tớ đã hiểu vì sao mà tớ cảm thấy không tự tin về cái chặng đường đấy là bởi vì tớ đã tìm được cái cách mà nó nó giảm cân tốt hơn và nó lợi ích về lâu về dài hơn thì đó là việc tập thể dục hàng ngày ờ, đối với tớ thì đấy chưa đạt được đến level kỷ luật và chăm chỉ trong tập thể dục như thế chồng tớ cũng rất hay nói nhưng mà tớ cũng nhận ra là đối với tớ thì cái quan trọng nhất đấy là sức khỏe về tâm trí tâm lý thực ra sức khỏe về thể chất nó là một phần trong đấy thì đối với tớ thì tớ sẽ kiểu tranh thủ đi bộ hoặc chạy bộ ờ xung quanh Nhưng mà ở cái giai đoạn bắt đầu khi mà tớ thấy nó rất khó khăn ấy Thì mình sẽ phải cố gắng làm từng chút một 5 phút, 10 phút cho người mới bắt đầu Và rồi dần dần đến bây giờ thì tớ duy trì được tầm 30 đến 45 phút mỗi ngày Đúng là nó thực sự đem lại cái thay đổi tích cực hơn cho tớ Với cả bên cạnh đó thì tớ cũng học thêm về cái sức khỏe tâm lý của mình Và cái việc áp dụng luyện tập nó mỗi ngày thì đối với tớ cũng là một cái phải cam kết kỷ luật và đầu tư để mình có thể giữ được cái sức bền khi mà có một cái chuyện gì đấy cũng không làm mình bị mệt mỏi suy nghĩ tiêu cực quá lâu em nghĩa là gì? Tức là học thêm về sức khỏe tâm lý nghĩa là như nào? Tức là đọc về những cái kiến thức về sức à, khỏe tâm lý tức à, là khi mà mình bị đau mút nè hoặc là khi mà mình có những cái suy nghĩ tiêu cực luẩn quẩn ừ. thì nó là một cái dấu hiệu của não bộ thôi tức là bây giờ mình hiểu rồi và họ sẽ có những cái cách rất là đơn giản để mình dừng lại cái đó hoặc là ừ. đấy kết hợp với những cái khác ví dụ tập thể dục hay là khi mà mình ngại giao lưu với những người khác mình cảm thấy lo lắng anxious quá độ thì Đấy thay vì cứ ở nhà và chiều theo những cái suy nghĩ đấy của mình thì mình nên làm gì thì ừ. đấy những hiểu thêm về những cái đấy làm cho tôi thấy dễ dàng hơn và là cũng một cái khoản đầu tư khá là tích cực để mình có thể làm việc và sống ừ. <laughs> hạnh phúc hơn mỗi ngày. Tức là ừ. khi nói về đầu tư thì mọi người có thể nghĩ ngay đến đầu tư tiền bạc đúng không? Nhưng ở đây mình cũng sẽ nói về việc đầu tư thời gian và đầu tư công sức đúng không? Ừ. Tại vì có những cái mà mình, mình mình tìm hiểu thêm hay là mình đào sâu thêm nó đâu phải là mình bỏ số tiền ra nhưng mà mình phải thân, dành ừ. rất nhiều thời gian đúng không? Ý đúng rồi đúng, đúng không? Ừ, ừ đối với ta thì sẽ là kiến thức này sau ừ. đó thời gian là để áp dụng luyện tập thì ừ. nó thành thói quen khi mà mình bắt đầu một cái gì mới thì mình sẽ nghĩ là ok nó có nó có stick với mình không nó có đem lại lợi ích lâu dài cho mình không ừ. mình có sẵn sàng làm nó hàng ngày không thì này. ừ. tớ nghĩ là trong cái mảng đầu tư về sức khỏe đúng là như diệp nói là ngoài cái sức khỏe cơ thể thì mình cũng sẽ có những cái sức khỏe về tinh thần khác giống như mọi người hay nói là là sức khỏe thì phải bao gồm cả thân cả tâm cả trí thế thì ngoài việc là nâng cao cái trí của mình tức là học ừ. thêm các kiến thức để như diệp nói thì có một cái mà tớ thấy rất là quan trọng mà mình nên đầu tư cho bản thân đấy là những thứ mà khiến mình vui vẻ hơn me time hay là những cái hình thức self care nó cũng là một dạng đầu tư cho bản thân mình ừ. thì trước đây thì tớ không có thói quen là đi spa đâu vì tớ nghĩ là rất là tốn kém mình cũng có thể tự chăm sóc da được khi mà mình bỏ tiền ra bỏ thời gian ra skin care mà nhưng mà năm vừa rồi khi mà uh, bắt đầu biết là đầu tư vào spa thì hàng tuần đều cố gắng đi được một buổi thì tớ cảm thấy là ngoài việc là cái da của mình nó khi mà mình được chăm sóc chuyên nghiệp nó khác ấy, ừ. nó rất tốt hơn rất là nhiều nhưng đồng thời là mình cảm thấy vui vẻ và và yêu đời hơn rất là nhiều. Nó cũng là một cái mảng rất là quan trọng khi mà mình nuôi dưỡng cho những cái phần mà mình yêu thích thì bản thân mình cũng sẽ luôn luôn tích cực và nhiều năng lượng hơn ừ. và điều đó thể hiện ở những cái khía cạnh khác của cuộc sống nữa đúng rồi với cả đến cái tuổi lão hóa rồi thì skincare nó cũng chỉ tham gia uh, hỗ trợ được cái phần chăm sóc bề mặt thôi ừ. sẽ có nhiều thứ hơn ở bên trong và mọi người sẽ cần chăm sóc da chuyên sâu uh, hạng mục đầu tư thứ ba mà bọn tớ cũng cùng đồng ý với nhau là rất quan trọng nữa đấy là đầu tư về mối quan hệ ừ. uh, mối quan hệ ở đây thì có thể đi từ những cái vòng trong nhất nhá gần gũi với mình nhất ví dụ như là bản thân này sau đó là đến gia đình những người thân thiết tiếp xúc hàng ngày với mình con cái vợ chồng bố mẹ và sau đó rộng lớn hơn thì sẽ có bạn bè và những cái mối quan hệ trong công việc chắc là mọi người nghe đến cái câu này rồi đúng không tức là bạn sẽ là trung bình cộng của năm người mà bạn tiếp xúc gần nhất ừ. thì thực ra thì cũng chưa có một cái số liệu nào để backup cái con số năm đấy cả và người ta cũng khó mà có cái bằng chứng để chứng minh được là mình thật sự là trung bình cộng của năm người kia không nhưng mà tôi thấy là cũng có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng nếu mà bạn dành thời gian với ai thì bạn sẽ chịu sự ảnh hưởng nhất định từ người đó thì điều đấy là đúng. Thế nên là khi mà tôi ý thức được điều đấy thì tôi cũng sẽ gọi là ý thức hơn về việc là mình dành thời gian với ai và mình nghĩ là người này có ảnh hưởng tích cực đến mình không. Như Diệp nói là bắt đầu từ cái vòng trong nhất là với chính bản thân mình thì cái thời gian mà mình dành cho bản thân mình như thế nào thì nó cũng sẽ quyết định cái trạng thái tâm lý của mình. À, một cái quan trọng đối với tao nữa đấy là đấy trong một hai năm trở lại đây thì đấy tớ lại học rất nhiều về relationship tức là mình tò mò thôi và tớ muốn tìm hiểu xem có cái khoa học gì ở đằng sau những cái này không và có những cái lời khuyên chung gì từ các chuyên gia không thế nên nó cũng dẫn đến cái podcast chat với chồng thì tớ cũng thấy những cái mà tớ học được đấy và mình áp dụng đều đặn nó cũng tăng chất lượng của những cái mối quan hệ xung quanh mình rất là nhiều cho mình một cái nhìn khác một cái cách tiếp cận khác mà tớ thấy hay, thú vị, chất lượng hơn Ok, vậy thì vừa nãy là những thứ mà bọn tớ đã chia sẻ với nhau là bọn tớ đã đầu tư ấy Bây giờ thì tớ cũng muốn phỏng vấn nhà đầu tư Diệp <laughs> Là trong những thứ mà Diệp đã đầu tư trong năm vừa qua Thì Diệp thấy là cái gì mà nó đáng để đầu tư nhất hoặc là cái gì mà Diệp đã nhìn thấy được cái sinh lời của nó rồi? Ấy. Ví dụ như khóa học của tao với cả cái lớp uh, solopreneur các anh chị em mà đấy họ mọi người đã đi một cái chặng đường trong uh, hành trình kinh doanh tri thức rồi khi được vào lớp này quen biết với một số bạn ví dụ một số bạn trong đấy đã làm parenting coach một số bạn cũng làm content về uh, làm cha mẹ tao bắt đầu hiểu ra là ok, có rất là nhiều người có nhiều ý tưởng kinh doanh và đã biến nó thành hiện thực được rất là hay. Có một bạn đã xuất bản một vài cuốn sách cho thiếu nhi rồi này và bạn ấy cũng kết nối mình và từ đó cũng cho tao cơ hội được ra cuốn sách thiếu nhi đầu tay của mình như tớ đã giới thiệu trong một vài video trước. Thì đấy, đối với tao đấy là một thành tựu rất lớn. Đấy, bên cạnh đấy thì mọi người cũng kết nối xem xem là có gì làm được cùng nhau nhiều thứ collab học hành cùng nhau được trong tương lai. Hiện tại mới đến giờ thì nó là như thế. Tớ mới học được có khoảng gần một năm thôi nhưng mà trong tương lai thì chắc là sẽ còn nhiều thứ hay ho hơn nữa ừ còn mày thì ra nếu mà phải chọn một khoản đầu tư trong năm vừa rồi mày thấy có giá trị thì nó là cái gì tao nghĩ là cái khóa học coach nó thật sự đã thay đổi cái góc nhìn của tao về cuộc sống rất là nhiều Thực ra bây giờ thì tớ vẫn chưa học xong đâu Nhưng mà chỉ qua một vài tháng học vừa rồi Thì tớ cảm thấy như là cái mục đích ban đầu mình đến với nó Thực ra cái mục đích ban đầu mình đến là nó rất là cụ thể Là mình nghĩ là mình sẽ ghost được nhau nhân viên của mình Để các bạn ấy có thể tự làm việc mà không cần đến mình Nhưng mà thực ra thì sau khi mà tớ học Thì tớ cảm thấy như là mình có thể ứng dụng cái này vào chính cuộc sống của mình Bởi vì cùng một sự việc nhưng mà cái cách mình nhìn nhận nó khác nhau thì mọi thứ xung quanh nó cũng sẽ khác đi và chỉ khi mà mình có cái góc nhìn tích cực về nó thì mình mới giải quyết được nó còn nếu mà mình cứ bị chìm đắm trong những cái nỗi lo nỗi sợ và mình cứ đặt câu hỏi là tại sao hết khó khăn này lại cứ đến khó khăn khác xảy ra với mình thì ừ. mãi mãi không thể vượt qua được thì cái khóa học đấy và những cái con người tham gia đấy là những cái người cũng rất là giỏi và họ luôn luôn đưa cho, cho tao một cái góc nhìn rất là tích cực về cuộc sống đấy là cái mà thứ mà tao cảm thấy là lời nhất trong cái khóa học đó thì đôi khi là những thứ mà mình đầu tư vào mình nghĩ là nó phải trả lãi theo một cái hướng nào đó nhưng mà cái lãi mình nhận được thì nó lại đi theo hướng khác và thậm chí là nó còn to hơn và nó hay hơn cái mà mình mong muốn rất là nhiều thông qua những thứ bọn tớ chia sẻ vừa rồi thì có thể là mọi người đã có một cái nhìn khái quá chung về khẩu vị đầu tư của hai đứa. Có nghĩa là gì? Bọn tớ không mong muốn đi tìm những cái thứ ngắn hạn, những thứ lướt sóng mà mình có thể thu được cái lợi ích ngay ngày mai mà bọn tớ muốn nhìn những thứ dài hạn hơn vì bọn tớ biết là chỉ có những thứ đấy mới đem lại giá trị tích cực cho bản thân mình, cho những người xung quanh mình và cho cộng đồng, cho cuộc sống của mình. Còn mọi người thì sao? Mọi người đã đầu tư những gì trong năm 2023 vừa rồi? Mọi người hãy khoe với bọn tớ nhé. Ừ. Nhà đất gì cũng được <laughs> Mặc dù mọi người không nói những điều đấy Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại mọi người Trong những video lần sau nha Bye, Bye.